Tôi và Trí Thành tạt sang một bên ngồi. Tôi chạy xuống khe lấy nước rồi đem đường sữa của Trí Thành pha ra uống. Nghỉ đỡ mệt, hai đứa lại lên đường. Mãi tới gần tối mới tới chỗ rừng chân. Chúng tôi căng tăng mắc võng cạnh đường đi, trên triển đồi, phía dưới là khe nước. Tổ trưởng Nhật mang nồi xuống khe nấu cơm. Tôi xuống theo. Nước bẩn thật, thỉnh thoảng mới có một hốc đào bên rỉa suối. Nước sạch hơn một tí. Dọc khe, các bê cũng đang nổi lửa, có lệnh phải nấu bếp hoàng cầm nhưng chả a nào đào rốt cuộc vẫn kê đá lên mà nấu vất vả lắm rồi cuối cùng cũng được ăn tôi bảo duy minh lấy hai hộp thịt ra chia cho anh em võng tôi nằm cạnh phái con thành ma tịt hai cậu này chuyên môn nấu ống cóng khi thịt nước khi thịt cháo nếu như vậy là phạm kỷ luật vì khói lên dễ lộ vị trí máy bay đến đánh bom tôi đã nói mãi mà hai cậu ấy không nghe Hôm sau củng cố lại tăng võng Cậu phát A5 nằm gần đấy Bị đứt dây võng Ngã dưới đầu xuống đất mãi không dậy được Hình như Lâm và Chi Thành có điều gì đó không bằng lòng nhau Chi Thành phàn nàn với tôi là Mất mũ mà Lâm có hai cái Lại không cho mượn Duy Minh bận tứ bụi với bếp nước Bọn Thành phái kiếm củi đun riêng Thì giỏi chứ kiếm củi Cho bọn A hoặc làm chung Thì rất lười Sao tôi ghét tụi này thế? Nhưng với tư cách A trưởng tôi vẫn phải nói cười ngọt nhạt với chúng để động viên chúng. Lao động. Hình như chúng đã ăn riêng số đồ hộp của A phát cho chúng mang. Thật là tồi tệ. Vấn đề đun nấu là một vấn nạn. Từ dưới khe, nhiều lúc khói bay lên làm chúng tôi phải kêu ẩm ý. Anh Hồng, chính trị viên đại đội, chạy lông lộn ngược xuôi quát tháo những cậu đầu bếp những cậu này mặt mũi đỏ gay, nước mắt giàn rụa, đang phòng mang trợn mắt thổi mà lửa vẫn không lên. Khói bốc mù mịt. Có chỗ như bếp B4, anh đã phải dội nước vào dập vì quá khói, mặc dù mấy cậu đầu bếp nhìn anh đầy căm tức. Biết làm sao được, nhiều lúc phải tàn nhẫn. Anh từng nói, có mấy cậu dũng sĩ, đù mẹ đù cha, đun ống cóng, máy bay đến ném bom chết mất xác, lại còn chết thêm cả mấy đơn vị bên cạnh giữ được chuyện khói lửa vất vả lắm ấy chứ. Có lệnh điều đi. Sắp được đi ô tô nữa rồi, tuy có sóc thật nhưng cũng còn dễ chịu hơn quốc bộ. Đột nhiên từ phía sau chuyển lên, phía trước dừng lại. Thấy cậu liên lạc dẫn đường đi ngược hàng quân, vay vác khẩu AR-15. Chúng tôi ngồi ngả ngốn bàn tán về khẩu súng lạnh Chợt có lệnh truyền quay lại, làm cả bọn sừng sốt. Chúng tôi trở về cũng nhanh như lúc đi, mặc dù không được vui lắm. Lại căng tăng mắc võng vào chỗ cũ. Sao mà nhớ nhà thế? Biết bao sự việc ngày nào ở trường ở lớp hiện ra như mới hôm qua. Vậy mà bây giờ tôi đang nằm đây trong bãi khách của một cánh rừng trường Sơn. Nửa đêm trời mưa to, sáng hôm sau thấy hai đầu võng bị ướt. Chẳng sao, đến chiều là khô thôi. Hình như tối qua Duy Minh ướt hết, phải sang nằm chung võng với đường Cóc lại cảnh đun nấu ẩm ý, chuyện khói lửa. Mấy hôm nay bắt đầu phải dè sẻn gạo, nhiều chỗ mấy cậu xuống quanh ống cóng cháo húp xì sụp. Đến chiều lại có lệnh nấu cơm nắm, tôi và Chí Thành mượn son nấu một nồi cháo húp với nhau rồi nấu nước nóng đổ đầy bi đông hai đứa. Lại con đường hôm qua, ra khỏi rừng già, đi giữa rừng thưa rồi ngồi tàn mạn ven đường cái đất đỏ chờ xe. Trời sầm tối thì xe tới, cả loại vọt tiến lẫn hoàng hà. Sau một hồi chạy ngược xuôi, chúng tôi trèo lên một chiếc hoàng hà. Trời tối hẳn, chiếc xe nhảy trùm trùm lên đường. Có chỗ nó bò chậm gì gì thận trọng, có chỗ nó bất ngờ trồng mông lên trời, làm tất cả chúng tôi đều bị tụt xuống phía cabin. Rồi nghe có tiếng nước rào rào dưới bánh xe. Chắc đang lội qua hố bom hoặc nước ngầm. Xe có mùi bạt, nên chẳng nhìn thấy gì, cả bọn ngủ gà ngủ gật. Xe chạy chắc đã lâu lắm rồi, chúng tôi chợt tỉnh giấc khi thấy xe dừng lại. Đến nơi rồi ư? Tất cả xốc lại trang bị rồi nhảy xuống xe. Sương lạnh, cả bọn co do bên con đường lầy lội. Thì ra xe không vào được nữa vì đường xấu, chúng tôi lại phải đi bộ đến bãi khách. Mũi bắt đầu tấn công, đoàn quân men theo ven đường mà bước, bùn lép nhép, rồi tới một cái bãi đất rộng có mấy người đang đi ngược lại, họ nói sắp tới bãi khách. Chưa tỉnh ngủ hẳn, lại thêm trời tối đen như mực, nên tôi bước như trong mơ. Mấy vũng nước sáng trắng trong đêm tối. Chợt có tiếng máy bay ỉ ẩm, rồi đột nhiên một chiếc máy bay xoẹt qua, rất thấp, trên đầu chúng tôi, kéo theo màn tiếng động rung óc. Tất cả đang bối rối, thì có tiếng bục, khô nhẹ, phát ra phía trên. Một ánh chớp lóe lên và lập tức mặt đất bị chiếu sáng đến khủng khiếp mọi vật phơi bày trước mắt tôi, do đến nỗi tưởng cái kim dưới đất cũng nhìn thấy. Tôi thấy mình đang đứng giữa lòng đường trống trải. Nghĩ bụng, thôi hỏng rồi, cứ thế này, nó nhìn thấy mất, thế là hết, và chạy vội vào bên đường. Quả pháo sáng vẫn cháy xèo xèo, vừa rơi vừa quay chậm chạp trên đầu chúng tôi, kéo theo một cái đuôi trắng lơ lửng. Trước mặt tôi một toán lính ta đang chạy toán loạn dưới ánh pháo sáng. Tôi bực bội nghĩ sao chúng nó ngu thế? Chạy vậy thì chết hết. Tiếng máy bay vẫn rền dĩ. Phía xe chúng tôi lúc nãy xuất hiện hai quả pháo sáng, rồi tiếng bom bi nổ rầm rầm. Không hiểu, mấy xe đi sau có làm sao không? Anh Bính qua tất cả tìm hố hai bên vệ đường mà nằm. Quả pháo sáng trên đầu chúng tôi bắt đầu lụi dần. Chiếc dù đưa nó đi khá xa. Lợi dụng lúc máy bay vòng xa, ánh sáng hào quang chưa tắt. Chúng tôi lẩn nhanh vào đường rừng. Lần đầu tiên bị pháo sáng dọi thẳng trên đầu, kẻ cũng hốt thật. Rõ thế, tưởng nó nhìn thấy hết, không ngờ mắt phi công Mỹ cũng thường thôi. Quái, sao lại dừng hết cả lại thế này? Từng bước nhích lên chậm chạp, tới nơi thì mới thấy một cái lạch khá sâu, hai bờ sụt lở. Anh Bính đang dọi đèn cho từng người một bò xuống, rồi dò dẫm lội qua lạch. Tôi thận trọng bám lấy mấy cái rễ cây chìa ra từ bờ, tụt dần xuống nước. Ô, sao sâu quá, càng đi càng sâu. Tôi loạn choạng lùi lại, kêu anh Bính dọi đèn, thì ra qua lạch có một gờ đất ngầm bước trạch khỏi gờ đất sẽ bị thụt sâu đi một đoạn nữa trong rừng thưa chúng tôi dừng lại nghỉ để dồn đội hình trời bắt đầu mưa tất cả giờ ni lông loạt xoạt lại đi tiếp gần như chạy tối quá đường lại trơn nữa nhiều chỗ ngoặt gấp không cẩn thận dễ bị lạc hình như lạc thật mỗi xe một nẻo rồi thôi mai tìm vậy có lệnh nghỉ, chúng tôi tản vào hai bên đường tìm chỗ mắc võng. Cây nhỏ bằng ngón chân cái, mọc san sát, ướt đẫm, chạm vào đâu, nước mưa rơi ào ào ở đó. Chọn được cây, tôi đặt ba lô xuống nền đá mục ẩm ướt, lấp lánh ánh lân tinh, căng tăng mắc võng, không làm cọc phụ nên sáng hôm sau hai đầu võng ướt sũng. Chúng tôi gấp rút cuốn tăng võng đi tiếp, con đường mòn hai bên thỉnh thoảng có vài bụi lau một con suối to chắn ngang nước chảy cuồn cuộn từ bờ này sang bờ kia trăng một sợi cáp tất cả bám vào lóp ngóp lội qua nước suối trong chảy xiết đáy toàn cuội sỏi chúng tôi vụt nước uống và rửa mặt sang bên kia lại leo dốc ngay đi men theo một sườn đồi dựng đứng rất trơn mấy cậu đi trước mất hút mai có vài người bếp ở gần đó chỉ cho bọn tôi đuổi theo một cái cầu qua khe sâu làm bằng thân mấy cây gỗ tròn đi trên cũng kinh. Đi mãi, nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai, tôi phân vân dừng lại đợi. Thế anh Nghĩa bê phó B1 đi tới, tôi bám theo luôn. Hết men theo sườn dốc đứng rừng già, lại xuống khe đá có dòng nước nhỏ chảy. Hình như C52 đóng ở đây. Thấy lính lăng xăng chạy quanh mấy cái bếp mới dựng tạm, leo qua bờ khe cao như quả đồi bên trái, rồi đi qua mấy cái hầm thùng, tức là hố to như căn nhà, mắc võng nằm dưới đó được. Chúng tôi mới tới nơi tất cả nhốn nháo tìm chỗ mắc võng, anh Hồng tới, phân bổ khu vực từng bê, thế là lại phải di chuyển. Bây giờ mới tính đến chuyện nấu ăn. Tôi chạy đi dục Duy Minh, theo lời chỉ dẫn của anh Đạm bê phó, chúng tôi chạy đến một ngôi nhà, gần đó, ngôi nhà thấp, chật, tối, bên trong rất đông người. Giữa nhà là mấy cái bếp đang đỏ lửa, vài cậu A6 ngồi quanh nấu cơm, đành đợi cho họ nấu xong. Ngoài hiên có mấy thùng lương khô đựng nước, và hứng nước mưa từ giọt danh rơi xuống. Không khí ẩm lạnh, buồn tẻ. Đây là nhà của dân công hỏa tuyến. Trên sạp nước bên phải, mấy người đàn ông đang ngủ lăn lóc. Một bác già khoảng 50 tuổi đang ngồi hút thuốc lào cùng hai người nữa. Thấy chúng tôi đến, họ chẳng nói gì, nhưng xem ý họ không đồng ý cho chúng tôi nấu nhờ. gay thật. Bác già nói, nhà chật, mấy anh em đi làm suốt đêm giờ đang nghỉ, có người đang sốt rét đừng vào đông, Chúng tôi đành nói khó với bác xin nấu nhờ. Bác nói phải tự túc củi nước. Chúng tôi đồng ý. Bọn A6 bở thật. Chúng nấu trước nên cứ sẵn củi khô trong nhà đem đun. Tôi quay ra bảo anh em kiếm củi và đi lấy nước. Trời mưa thế này, kiếm đâu ra củi khô đây? Lội xuống con lạch gần đó, xem có củi trôi không. Cuối cùng, cũng chỉ vớ được vài cành nhỏ. Tôi trở vào bếp thì thấy Quang và Duy Minh đã nhóm được lửa sau khi đốt hết cả mớ rẻ dầu lau súng. Tôi liếc xem mấy ông dân công đánh cờ. Mưa vẫn rơi lác đác, người ướt át, vừa lạnh vừa buồn. Nhìn những ngôi nhà lá khác trên sườn đồi cây, tôi càng thấy phục những con người ta đã sống. Bao năm qua, giữa cảnh rừng sâu nước độc, heo hút và lại rất buồn tẻ này. Cuối cùng cũng nấu xong được hai nồi cơm, cho tôi khiêng lên chỗ nằm của đệ, cuốn võng hắn lại và tất cả chui vào dưới cái mái tăng ngồi Thế mà khi khiêng, hai cậu lung tung thế nào để rơi nồi cơm to, đổ mất một ít. Suốt đời không thể nào quên được bữa cơm giữa rừng già ấy. Mưa, rào rào, mưa như chút nước, mái tăng thì hẹp. Bên dưới, đặt hai nồi cơm và tám đứa chúng tôi xuống xít xung quanh. Tăng lụp sụp không che đủ kín người nên đứa nào cũng ướt một phần. Chúng tôi ngồi ăn, nước mưa ròng ròng trên vai trên cổ. Mặc, vẫn xúc cơm chén lưu bụng lúc đó tôi đã nghĩ nếu sau này còn sống thì phải tả lại bữa cơm hôm nay mới được ăn xong mỗi đứa lại xúc một ca để dành tôi đã kiếm được một chỗ khác mắc võng khá tốt thì quý a trưởng a năm nói đây là khu vực của a năm lúc này anh bính đang chia khu vực cho các a quý hét tỏ với anh a năm ở đây phải không anh bính chưa biết thế nào cứ gật bừa tôi không muốn cãi cọ bèn dọn đi nhưng trong bụng rất tức nhất là tức quý và ghét cả ông Bính nữa. Lâm Thành mắc cạnh đó dứt khoát không đi. Tăng Lâm Thành mắc lụp sụp không tưởng được, nhăn nhúm, võng thì gần chẹt mặt đất, tăng thì như đắp lên võng, thế mà hắn ngủ được. Tôi đã dục hắn buộc lại, nhưng hắn lại lười, không nghe. Tôi tìm được hai cây để mắc võng khá đẹp, nhưng xung quanh là bụi rậm, Bèn giúp dao găm chặt lia lịa. Phần lớn là bụi cây lá nón, giống những tàu cọ cắm xuống đất, nên việc phát quang cũng nhanh làm cả cọc phụ đàng hoàng. Nhưng khi nằm thử thì dây bị đứt, lại phải buộc lại. Cuối cùng cũng được chỗ nằm thoáng đãng, thoải mái. Gần võng tôi là võng châm thối tai và hùng di gan của A5. Hai chân lấm bùn, nên trước khi lên võng, bọn tôi phải lấy khăn mặt ra lau. Buồn cười thật. Ở trên đồi bên kia là con khe B1. Có tiếng ý oé về gạo củi, tiếng Huy Ninh A trưởng A3 đang phân công gì đó, đi theo con khe vào sâu hơn một tí nữa hình như là C50. Trời vẫn mưa. Có chỗ mái tăng trũng, nước động nhiều Từ từ đè mái tăng nghiêng đi Chút ảo một cái xuống đất Tôi nằm trong võng Nhìn cảnh ấy lặp đi lặp lại nhiều lần Mỗi khi ngớt mưa Lại phải điều chỉnh mái tăng Để do ăn quá thì Hay bị tạt bụi nước vào mặt nhưng thoáng đáng để cụp quá thì không bị hắt những bí hơi. Nhìn nước giọt xuống quanh mái tăng, sao mà nhớ nhà thế? Hôm sau trời nắng, có lệnh sang tập trung bên quả đồi B1 nghe nói chuyện. Một cán bộ chính trị của mặt trận B5 đăng đạn. Cán bộ này người Quảng Trị, chạc ngoài 40 thấp béo, sau hông đeo khẩu canam tư và một túi mìn Claymore đựng tài liệu. Anh ta nói hào hứng, sôi nổi, khích lệ tinh thần chiến đấu của chúng tôi. Nghe xong ai nấy đều thấy hưng hực muốn lao ngay vào mặt trận. Vừa về đến khu vực của trung đội thì được lệnh chuyển chỗ ở. Chán gớm, thế là phải bỏ chỗ nằm tôi đã tốn nhiều công sức mới có. Nhưng tôi cuốn đổ đạc đi ngược lại đường hôm nọ theo con khe khoảng 200 mét rồi mới leo lên một sườn đồi hạ trại. Võng của tôi, Duy Minh, Lâm Thành mắc liền nhau thành một vệt ken khe nước. Bên dưới gần khe hơn là đường đi, bếp và võng của anh đạm bê phó mưa liên tục, chúng tôi phải tốn nhiều sức để làm một cái bếp kiên cố. Tất cả ni lông bếp của các tiểu đội đều được huy động. Sáng hôm sau chúng tôi xuống khe đánh răng rửa mặt, nước chảy khá xiết, sau đó tôi và mấy cậu nữa theo anh Đạm đi lấy gạo. Trí Thành đi bên tôi phàn nàn về tệ phân công không hợp lý của A5. Đi ven khe, vượt một cái cầu nhỏ, lên dốc, chúng tôi trở thấy những chiếc lán của một bệnh viện giã chiến. Các thương bệnh binh đang ngồi ăn quanh những chiếc bàn ghép bằng cây sợi ở ngoài sân, Họ ăn khá sang, có cá khô, bột trứng. Lại xuống dốc lội khe một quãng, đi qua một túp nhà danh. Tôi tò mò nhìn những cuộn dây điện to nhỏ, đủ loại đồng nhôm, dây cáp, dây trần. Hình như đây là trạm bảo dưỡng đường dây. Những hàng cột điện thẳng tắp chạy ven đồi ven suối, từ đồi này sang đồi khác hoặc ở lưng chừng núi. Với những ống sứ trắng như những bông hoa khiến ta phải khâm phục công sức của những chiến sĩ đường dây. Chúng tôi sắp ra khỏi rừng thì máy bay Mỹ đến quân đảo trên đầu ẩm ý đành ngồi chờ vậy bây giờ mà đi ra nơi trống trải thì nguy hiểm lắm tôi và chí thành ngồi dưới một gốc cây vừa ăn cơm nắm vừa nói chuyện chỗ này rừng toàn cây to chúng tôi có thể nhìn thấy những chiếc f 4 lao sạt ngọn cây phun khói đen kịt và gào tưởng như rách mạc nhĩ ra khỏi rừng tôi nhập bọn với mai quý cường nhuận nhà báo sinh a ba chúng tôi đi giữa rừng vùng cỏ danh thỉnh thoảng có những bụi re hay bụi tre cao vóng lên lá phơ phất con đường đất đỏ quạch, hai bên có những gốc cây đen xỉ. Thấy gọi là con đường tăng, chắc là để xe tăng đi. Cả vùng này thuộc khu vực Bãi Hà, lừng danh mà tất cả chiến sĩ mặt trận B5 đều biết. Bắt đầu rẽ vào rừng, có kho quân nhu, gạo vãi dọc đường nhiều vô kể, chỗ thì mốc xanh, chỗ thì đã thành những hạt đen xỉ. Trên một bãi mua mọc cao vượt đầu, có một vạt cháy đen, mấy chiếc xe trúng đạn rúm gió nằm trọng vó. Đi dọc đường ô tô, quang cảnh làm tôi suy nghĩ nhiều. Những viên thuốc, đạn pháo vùng vãi khắp nơi, ủng nước. Rất nhiều hòm đạn pháo vứt tung tới hai bên đường. Hòm rỗng nằm lẫn với hòm còn nguyên. Vỏ đạn đồng lăn lóc khắp nơi, đủ các cỡ. 85 ly, 122 ly, 130 ly. Những cái vỏ đạn 130 ly to tướng bằng đồng vàng chóe có in chữ Liên Xô, Trung Quốc ở ngoài mỗi cái nặng tới bảy tám kg loại này đem đúc mâm hay chậu thì tốt phải biết thế mà giờ nằm bừa bộn trong cỏ có cái đã dỉ xanh thậm chí còn có cả quả đạn nguyên vẹn nằm lộn trong đó tôi đau lòng vì biết rằng mỗi quả đạn đó trị giá hơn một năm tiền lương của bố tôi người ta rất có lý khi nói rằng dù trong lao động hòa bình có lãng phí mấy đi nữa thì cũng không thể so sánh nổi với những tổn phí trong chiến tranh nhân dân ta còn nghèo lắm Tôi ao ước nếu những quả đạn kia biến thành tiền phúc lợi cho dân tộc thì hay biết mấy. Đi lạc ra đường 15, lại phải lộn vào, ngồi nghỉ ở một bãi gỗ, những cây gỗ to đùng. Cạnh đó là một bãi xếp, những ống thép tròn màu xám trắng, thế nói là ống dẫn dầu. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được đến kho gạo. Rừng cây ẩm ướt, những thân cây mọc đầy tầm gửi, đẫm nước đen xỉ. Sắp đến kho gạo có khác, gạo rắc đầy đường, mốc xanh mốc vàng. Càng gần kho, càng nhiều gạo vãi, thậm chí nhiều chỗ gạo còn trắng tinh mới nguyên. Những đôi dép lính đầy bùn đất dẫm lên gạo mà đi, nhìn đau xót, nhưng không biết biểu lộ thế nào. Xung quanh tôi mọi người đều mệt nhoài, nhễ nhại mồ hôi và bận túi bụi. Anh đã hét tôi, in ỏi để cùng chia nhau chỗ gạo cuối cùng. Tôi rời khỏi kho gạo với tâm trí nặng nề. Trên đường về có bệnh viện tôi chợt thấy trong lán có một khuôn mặt quen quen. Tôi kêu lên, Cao Thành. Anh ta quay lại nhìn. Tôi bèn vẫy Trí Thành cùng chui hàng rào vào thăm anh ta. Cao Thành là học sinh trường tôi, học trên tôi một lớp. Lớp của thầy Thung dạy thể dục chủ nhiệm. Còn nhớ hồi chúng tôi mới vào lớp 8, anh ta được thầy Thung cử đến điều khiển lớp tôi tập thể dục. Anh ta chơi thể thao rất khá. Một lần họp trong hội trường, tròn, bách khoa, anh ta giã giỏ trên xà kép 32 cái liền, làm bọn tôi lắc hết cả mắt. Hồi đó nhìn anh ta đẹp trai lắm, khỏe mạnh và là học trò cưng của thầy Thung. Cái lán trong bệnh viện chống hoác, sạp nằm được, ken bằng thân cây sậy. Cao Thành ngỡ ngàng nhìn tôi nói, chồng cậu quen lắm mà tôi không nhớ ra. Giới thiệu là học cùng trường xong, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu. Cao Thành bị thương vào mông, vẫn béo tốt, dù có hơi chậm chạp Lớp Cao Thành có ba cậu cùng đi. Đến nay, Cao Thành bị thương, đi viện, một cậu vẫn ở đơn vị. Còn cậu thứ ba trong một trận đánh phối thuộc với xe tăng ban đêm bị trúng thương, rơi từ xe xuống nước và chiếc tăng đi sau nghiến lên. Đang nghe chuyện, chợt một cậu lính bước vào làm tôi ngẩn cả người. Má hồng, môi đỏ, da trắng, mắt sáng long lanh. Anh em sinh đôi với TH Trăng. Tôi phải lắc đầu xua đuổi, định thần nhìn lại. Trong cậu ta dáng lử khử Thì ra đó chỉ là vẻ đẹp bệnh hoạn Của một con người đang lên cơn sốt Cậu ta là trai Hà Nội Nhà ở hàng than hay hàng gai gì ấy Và chả có họ hàng gì Với TH của tôi cả Tôi xăm soi nhìn những chiếc ba lô ngụy Trông rất lạ mắt Với những đai, những khóa, lỉnh kỉnh Và chỉ có hai túi cóc Hôm sau tôi và Trí Thành Lại tới chỗ Cao Thành để nghe chuyện Và hỏi thêm những kinh nghiệm trong chiến trận Cao Thành cho biết sắp chuyển viện ra ngoài Bắc mà trong túi chẳng có xu nào. Tôi bèn cho cậu ta 5 đồng, nhờ chuyển hộ mấy phong thư. Kể nhiều chuyện nhưng rốt cuộc Cao Thành dặn tôi, chủ yếu là phải khôn ngoan trong chiến đấu, không chỉ nhìn về phía trước, còn phải nhìn ngang xem đồng đội thế nào. Tùy tình thế mà ứng phó, thì mới mong giữ lấy gáo được. Y là đầu ấy. Một số cậu linh mới vào đóng gần đó đang ồn ào xem mấy cái màn tuyên của Ngụy mấy cái màn tuyên này màu xanh đen, mắt tuyên nhỏ, đình bằng vải, thấp tịt. Sở dĩ thấp thế vì phần dưới bằng vải bị cắt đi. Đùa chán, mấy cậu đó lại xuống vào ăn nốt thức ăn thừa của các thương bệnh binh bỏ lại trên bàn. Cao Thành nhìn chúng lắc đầu, tôi cũng cảm thấy ngượng lây. Đúng là dạo này chúng tôi sinh hoạt rất kham khổ, ăn uống chẳng có gì. Nhiều cậu lính đã phải đổi thắt lưng đỏ, quần áo mới, võng, lấy mấy cân lương khô thương bệnh binh được ra bắc rất thích những thứ đó và họ cũng có nhiều lương khô để đổi cho hôm sau chúng tôi lại đến thì cao thành đã chuyển đi rồi tôi nhớ cậu ta có nói là ra đến thanh hóa sẽ tìm cách trốn về thăm nhà mấy ngày ở bãi hà chúng tôi ăn cơm theo trung đội mỗi buổi sáng các a góp gạo cử người xuống cùng anh đạm nấu ăn tôi cắt việc xuống bếp một cách lần lượt hai người một ngày còn gạo lúc đầu cũng cắt lần lượt hôm nay lấy gạo cậu này nấu, mai lại cậu khác. Về sau để tránh tình trạng người phải mang nặng, người mang nhẹ, tôi quyết định mỗi bữa cậu nào cũng bỏ ra một ca. Thức ăn thì chả có gì. Ở đây họ chỉ phát cho mấy hộp ruốc tôm, vừa mặn vừa sáp. Mỗi bữa chỉ có một son canh to nấu bằng ruốc tôm, với lá bứa, chua chua, thêm vào đó là món ruốc đi bê của từng người. Thế mà chúng tôi ăn khỏe, kinh khủng. Mỗi đứa 4-5 ca cơm là chuyện bình thường. Ăn xong lại còn len thêm một ca để dành lúc đói lại dở ra ăn. Mấy hôm nay tôi không được khỏe vì bị đi ỉa lỏng, hình như đang có dịch vì nhiều người cũng bị như vậy. Cảm thấy mệt mỏi, thở không ra hơi, đành phải dở hộp thuốc cá nhân ra chọn lọ thuốc đi ỉa uống dần, sau vài ngày thì khỏi. Anh Bính kêu gọi mọi người đi kiếm củi, những ngày mưa thế này củi khô rất khó kiếm. Chúng tôi có kinh nghiệm là đi tìm các bếp hoàng cầm cũ, phá ra thì tha hộ một số cậu xuống làm giếng, cách làm là lấy đá xếp cao lên quanh một hố nước cạnh khe. Trời mưa nước khe to thì không sao, nhưng bình thường nước khe cạn và bẩn vì nhiều người vô thức thậm chí phóng uế xuống khe nên việc đào giếng lại là cần thiết. Mưa liên tục. Buồn thế, chợt nghe Duy Minh nằm gần đó hát bài, bạn ơi tôi tin tưởng, bài hát Nga lời Việt về nghề phi công nghe cũng hay hay ở nhà tôi cũng có đĩa hát này nhưng lời nga nên cũng chẳng hiểu gì tôi bèn đề nghị duy minh dạy hát cứ thế duy minh dạy câu nào tôi nhắc lại câu ấy đến khi thuộc lâm thành nằm gần ấy cũng phụ theo đỡ buồn võng tôi không có cọc phụ nên nước mưa chảy dọc thân cây truyền theo dây võng làm ướt sũng hai đầu anh mùi chính trị viên tiểu đoàn đi qua thế vậy dừng lại hỏi tại sao cậu không mắc cọc phụ nằm thế này ướt hết, không bảo đảm sức khỏe. Anh ra lệnh cho tôi và Duy Minh làm lại chỗ nằm thật tử tế. Đi họp về anh sẽ kiểm tra. Báo hạ, hai thằng phải tìm cọc, buộc dây, mất cả buổi. Sau bữa cơm, thấy đám lính xuống xít quanh mấy người đang kể chuyện. Tôi lại gần nghe, mấy người này mặt mũi hốc hác mặc quần áo lính, cọc tay, nhèm nhuốc, kể về chiến trận và cối cá nhân M79 với một vẻ khiếp đảm. Ai đó gì vào tai tôi mấy thằng đảo ngũ đấy. Chợt có lệnh thu hết súng và bao xe, chỉ để lại mấy khẩu của các A trưởng. Mấy cậu ngại mang nặng cười hí hửng, tớ biết mà, vào chiến đấu, phát súng khác chứ. Quả thật, vừa rồi trên đường hành quân nhiều cậu quăng quật súng ghê quá, sợ có khẩu bị cong nòng. Tiểu đoàn 60 đã mang súng đi nộp từ chiều, giờ đến lượt tiểu đoàn tôi. Tất cả phải đi trả súng, mỗi A để lại một người trong đồ đạc anh đạm gọi tôi xuống bảo tôi nằm vào cái võng ni lông của anh mà nghỉ và trông nồi xong bếp núc buổi tối nào cũng vậy khi tất cả nằm vào võng là tiếng chửi nhau lại vang lên ý ới thật là một cách giải trí kỳ quặc chửi nhau không phải vì xích mích nhau mà chỉ để cho đỡ buồn chửi lẫn nhau chán lại réo tên bê trưởng các bê khác để chửi chẳng hạn lính b một đồng thanh hộ bính tẩm tức là bính là bê trưởng b hai thì lính b 2 đồng tay hô lại trọng say rượu Trọng là bê trưởng B1 Cán bộ nhắc nhở mãi Mà cũng có ăn thua gì đâu Hôm sau anh Bính Lệnh cho những người nằm gần khe suối Di chuyển lên chỗ cao hơn Anh giải thích là máy bay địch hay đánh dọc khe suối Như vậy là tôi, Duy Minh, Lâm Thành Chuyển đi Chúng tôi rất bực Lâm Thành chửi đồng âm ý Tôi và Duy Minh cuốn đồ lề theo tít trên cao Chưa có ai ở Sau một buổi phát quang cật lực Rồi cũng được một chỗ nằm tươm tất Hai đứa mắc võng cho đầu vào nhau Sau đó tôi đi kiếm củi Nhân dịp dòm ngó tìm hiểu khu vực xung quanh Khắp nơi kết đái vung vãi Toàn cây lá nón Không một bóng người Tôi nảy ra ý định thử súng Xem khẩu súng của tôi qua một hành trình như vậy Có bị kém chính xác không Thế là nhằm đỉnh đồi bươn tới Luôn có các bụi cây rậm rạp Và nhiều dây leo chằng chịt Có lúc cũng hơi sợ Nhớ cua phải một con rắn Hay đạp phải con chăn thì sao đi hồi lâu tới một khe đá cạn. Đoán từ đây, tiếng súng khó lọt tới nơi đóng quân. Tôi bèn dừng lại, rồi chọn một cây bằng bắp chân làm đích. Đoành, đoành, cây súng nảy lên trên tay. Tôi chạy tới xem, hai viên đạn đều trúng cây, nhưng lỗ trên cách lỗ dưới đến 50cm. Phấn khởi, tôi bắn tiếp. Đoành, đoành. Mùi thuốc súng tỏa ra rất khét. Tôi xách súng băng về, đang tháo súng ra lầu, chợt giật nảy mình thấy anh Bính đến. Anh nhìn tôi với cả mắt giò xét. Cậu vừa bắn hả? Tôi định chối thì anh ta cầm cái kim hỏa lên người làm tôi cứng họng. Vâng, em xin lỗi. Anh nói cậu thử nghĩ xem. Tôi tin tưởng cậu là A trưởng thế mà cậu lại làm như vậy. Tôi bối rối vô cùng. Vốn không ưa anh Bính nhưng lần này mình trái lè đành phải xin lỗi anh mãi. Một lúc sau anh bỏ đi. Hầu như suốt ngày tôi và Duy Minh nằm trên võng, trong lãnh thổ riêng của hai thằng, cả hai đứa đều là học sinh nên rất thông cảm, tâm đầu ý hợp. Trong những ngày lê thê đó, tôi và Duy Minh đã tâm sự cho nhau nghe tất cả những nỗi niềm riêng tư thầm kín, những suy nghĩ ước mơ, khó mà quên được cảnh hai thằng trên cánh võng trong rừng già, bên những bụi lá nón xào xạc thì thầm kể lại cho nhau nghe về quãng đời học sinh của mình và những ngày nghỉ phép vừa qua hai nhân vật nữ mà duy minh nhắc tới nhiều nhất là hòa và dư loan hòa đẹp thông minh học cùng lớp dư loan lại là bạn cũ không đẹp lắm nhưng mà ngoan có bố là đại tá xe tăng qua câu chuyện tôi thấy duy minh yêu hòa hơn và vẫn còn cay đắng về mấy ngày phép vừa rồi khi biết minh là lính bộ binh hòa nói tôi tưởng bạn đi xe tăng tên lửa chứ ai ngờ bạn trở thành một anh lính bò binh tuy không nói ra nhưng tôi không tán thành hỏa lắm. Minh còn say xưa kể cho tôi nghe những chuyện trường, chuyện lớp, những tối tập văn nghệ ở ngã năm Trần Hưng Đạo Lê Thanh Tông, những ngày đi học múa. Tôi cũng kể hết cho Minh nghe những kỷ niệm trong đời học sinh của mình, nhất là về mối tình thầm lặng với TH. Hai đứa cùng mơ ước, sắp tới, vào đánh một vài trận rồi được quay ra đi học lại, biết đâu Tết này còn được ăn Tết ở nhà cũng nên. Vì năm 72 là năm bàn lề mà, Gia đình mà thấy con về mừng lắm Có lần tôi nói đùa với Minh Làm trai thời đại này không biết bán AK Thụt B40 ném lựu đạn Thì không phải là thân trai Đang mơ mà Tôi không để ý tới những tiếng loạt soạt khả nghi Chợt thấy Minh nói khẽ Gần như rít lên Vinh khỉ Tôi chưa kịp hiểu Minh nói gì Thì cậu ta chỉ lên ngọn cây theo hướng đó tôi nhìn thấy cả một đàn khỉ cọc đuôi, con thì lông vàng, con thì hung hoặc là xám. Nhưng bọn chúng tình lắm, vừa thấy chúng tôi là bọn chúng chuyển cảnh biến mất hút. Chợt có tiếng Chí Thành gọi đi ăn cơm, cho tôi xuống dốc đi ngang qua võng cậu ta. Nhưng hôm trời mưa trông Chí Thành loay hoay trong cái ổ của mình buồn cười lắm. Võng mặc ngàn dốc nên một bên gần như xẹt xuống đất, buồn bắn bê bết, giải lá nón, làm thảm chống bật xung quanh tăng của thành lùng củng những dây chằng cọc trống đặt mấy cái thùng sắt tây để hứng nước đại khái thành tìm mọi cách tạo đủ tiện nghi cho chỗ ở tôi và thành ăn xong thường cất thêm một ca cơm để dành lúc đói lại đem ra ăn những lúc chuyện ngẫu hai đứa thường giờ ảnh ra xem thành có cái ảnh chụp cả lớp 10 b quý thật tôi định xin nhưng mà không được buổi tối có lệnh nấu cơm nắm chuẩn bị sáng mai lên đường VTC now